Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bình Định hiện đã đón hơn 15.000 người từ vùng có dịch COVID-19 về địa phương. Tuy nhiên, một bộ phận người dân lại không chấp hành các quy định về cách ly y tế. Thậm chí đã xảy ra trường hợp cách ly tại nhà nhưng vẫn cố tình đi ra ngoài và tiếp xúc với nhiều người làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Ngành chức năng Bình Định đang tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành cách ly tại nhà. Sự chung tay của quần chúng nhân dân, đặc biệt là các tổ COVID cộng đồng, cũng góp phần nâng cao ý thức của người thực hiện cách ly, giúp tránh lây lan dịch bệnh. Để có thể kiểm soát chặt người từ vùng dịch trở về cách ly y tế tại nhà, điều quan trọng nhất được xác định là vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng và người dân xung quanh. Mỗi điểm cách ly tại hộ gia đình đều được gắn biển thông báo, từ đó có sự chung tay giám sát của quần chúng nhân dân và nâng cao ý thức của người đang thực hiện cách ly. Cách ly tại nhà thì các thành viên cũng là chú ý và để quan tâm mà là phát hiện những trường hợp mà không cách ly mà đúng theo quy định của Bộ Y tế thì cũng có đề nghị nên là cách ly tập trung. Chỉ tính riêng tại huyện Phù Mỹ của tỉnh Bình Định đã có tới 250 tổ ở 19 xã, thị trấn. Mỗi tổ có từ 9 đến 10 thành viên là cán bộ các hội đoàn thể, ban nhân dân thôn, đảng viên, người có uy tín. Qua đó nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo xã những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Sau khi kiểm tra mà thấy đủ điều kiện để cách ly y tế tại nhà, cách ly độc lập, có nhà riêng, có phòng riêng, có đầy đủ các cơ sở vật chất, thì chúng tôi sẽ cho cái người dân đó cách ly y tế tại nhà. Trong trường hợp mà kiểm tra mà thấy cái điều kiện cơ sở vật chất mà không đảm bảo, thì chúng tôi sẽ vận động người dân sẽ ra cái khu cách ly lưu trú tạm thời mà do Ủy ban nhân dân xã thị trấn lựa chọn. Trong thời gian qua, tỉnh Bình Định đã khởi tố 3 vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng vì không tuân thủ các nguyên tắc cách ly khi trở về từ các vùng dịch. Các cái trường hợp trốn cách ly hoặc là không thực hiện đầy đủ các biện pháp cách ly hoặc là khai báo y tế không trung thực đều đã được xem xét và xử lý. Hiện nay tại tỉnh Bình Định đã phát hiện hàng chục ca dương tính với SARS-CoV-2 khi trở về từ vùng dịch. Chính vì vậy, việc kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành cách ly tại nhà là giải pháp quan trọng, góp phần tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.